Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học về lập trình Visual C# nâng cao và dựng trên cây Caro của hệ thống học trực tuyến miễn phí myclass.vn. Chúng ta tiếp tục đi đến bài học dang dở, đó chính là bài 3 của chúng ta, cái phần chương 3 lập trình trên cây Caro. Thì ở video trước chúng ta tìm hiểu về cây Caro, mình đã giới thiệu cho các bạn một số cái nguồn gốc và luật chơi của cây Caro. Thì ở bài này chúng ta sẽ xây dựng chức năng và thiết kế lớp cho cây Caro. Thì để rõ ràng hơn, chúng ta sẽ đi đến cái bài học này, bài 3.2 của chúng ta, xây dựng chức năng và thiết kế lớp. Thì trong bài này chúng ta có 3 phần. Phần thứ nhất đó là giới thiệu một số demo Caro. Phần thứ hai đó là xây dựng một số chức năng cần thiết. Và phần thứ ba đó là phân tích thiết kế lớp. Rồi thì để rõ ràng nhất, chúng ta sẽ đến phần 1, đó là giới thiệu một số demo Caro. Thì ở phần này mình sẽ đi đến trực tiếp những cái demo trên mạng để cho các bạn tham khảo. Chúng ta sẽ mở một cái trang web lên Google. Rồi, mình sẽ gõ vào là trò chơi cờ Caro, enter. Rồi, các bạn thấy đây, thật ra trò chơi này nó đã cũ đó rồi các bạn, cho nên trên mạng nó rất là nhiều những cái trò chơi online. Thì chúng ta có thể tham khảo cũng được. Mình chẳng hạn như mình bấm vào cái trang web này vuigame.vn. Mình sẽ bấm vào gamevui.com đi. Trang này mình thích nè. Rồi, trước hết chúng ta sẽ coi trang vuigame.vn trước. Mình sẽ bấm play, các bạn thấy đây giao diện của nó, chỉ có nút play thôi. Rồi, thì bấm không bấm play á, cái màn hình tiếp theo các bạn thấy là nó có hai chức năng thôi. Thứ nhất là chơi với máy và thứ hai là chơi với người. Ngày mình chơi với máy. Rồi, các bạn thấy là đây là cái giao diện trò chơi chúng ta. Cái đường kẻ nó khá mở các bạn. Và chứ chúng ta dựa vào là khi mình chơi chuột á thì nó sẽ định vị chúng ta. Chúng ta sẽ chuẩn bị đánh vào đâu ha các bạn ha. Các bạn thấy nó hiển thị chúng ta đây. Rồi, bây giờ thì mình đánh nó đây. Các bạn thấy sau khi mình đánh xong thì máy á, computer á, mình gọi tắt là cơm ha, nó sẽ tự phát sinh một cái nước bên đây. Dĩ nhiên nó cứ tính toán nữa các bạn. Mình đánh dưới đây nữa, nó tự phát sinh một nước dưới đây. Tiếp tục mình đánh ở trên đây chẳng hạn, mình nó thấy mình ba con thì chặn luôn hai đầu. Mình đánh ở đây, nó chặn mình, anh đánh dưới đây, ba con nó sẽ chặn ở đây. Mình đánh bốn con này thì nó sẽ trên đây. Các bạn thấy thì nó cũng là trừu tượng hóa từ suy nghĩ của người mà lên thôi. Dĩ nhiên nhưng mà tùy vào cái gọi là cái khả năng lập trình đó, cái heuristic của mỗi người thì cái độ thông minh của máy thì nó khác nhau. Chẳng hạn mình đánh ở đây, thấy con nó cũng chặn đây. Chẳng hạn như giờ mình đánh chỗ này chẳng hạn, ba con này thì nó chặn đường này các bạn. Mình thấy chúng nó đang bị bốn con, bên đây nó ba con. Nếu như mình đánh ở đây á thì mình được tạo được đường ba, mà mình chặn được hai nước của nó luôn. Chứ nếu như mình đánh ở đây á, đúng là mình chỉ tạo được đường ba, tuy nhiên nó sẽ đánh bên đây nữa thì nó cũng gây bất lợi cho mình. Hay mình đánh ở đây. Thấy nó cũng biết là bốn con, nó sẽ đánh đây. Thì như mình chơi ngày xưa trong lớp học của mình luôn á, thì mình chưa bao giờ thấy luật nào nó lại như luật ở chỗ trang web này chẳng hạn. Chẳng hạn như bây giờ mình đánh ở đây, các bạn thấy rõ ràng là cơm không được thắng, bởi vì nếu đánh ở đây như cơm đánh ở chỗ này á thì là năm con chặn hai đầu thì nó cũng không được thắng. Thì mình đánh ở đây, dĩ nhiên mình là người gọi là mình không bị thua các bạn, nếu dù cho cơm đánh ở đây này nữa. Nhưng mà đối với một số demo trên mạng mình không biết tại sao á, người ta thường người ta bỏ qua chuyện đó. Mình đánh ở đây á, cầm đánh ở đây sẽ thua. Nói chung là miễn sao xếp hành năm con trên một đường thẳng, đường ngang là thua. Thì rõ ràng mình không thì có luật chơi thì dĩ nhiên là do không tùy cái quan niệm người ta thiết lập. Tuy nhiên các bạn thấy là cái việc mà cứ năm con trên một đường thẳng là thắng á, thì nó gọi là nó hơi lười đúng không các bạn? Cái luật đó mình thấy nó hơi vô lý. Nó làm cho cái dáng cờ chúng ta nó khô khan quá, nó không có mang tính chiến thuật cao nữa. Ai cũng phải đánh sát 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 thế này á thì không có hay. Hay như chúng ta thấy một nước chúng ta chặn sai như vậy thì chúng ta lợi hơn. Chúng ta đánh thì có thể tạo được cái khó khăn cho cái đối thủ. Thì như vậy nó đòi hỏi cái tư duy mà để đánh cờ chúng ta nó cao hơn là cứ phải chặn sát thế này. Nó gọi là nó hơi gò bó các bạn. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ người ta lập trình thế này thì nó dễ. Chẳng hạn mình đánh ra đây. Các bạn thấy là đây nó báo computer win. Bởi vì nó đã xuất được 5 con. Tuy nhiên các bạn thấy rõ ràng nó không có hợp lý nữa các bạn. Năm con bị chặn hai đầu thì đâu có thắng được. Rồi, đó là cái demo về vuigame.vn. Chẳng hạn chúng ta qua một cái trang khác là gamevui.vn. gamevui.com. Mắc cười thì trang này vuigame, trang này là gamevui. Mình bấm vào play. Rồi, mình sẽ bắt đầu tìm hiểu cái giao diện. Các bạn thấy giao diện này rõ ràng hơn đúng không các bạn? Nó chia ô chúng ta rõ ràng là nó còn đánh số nữa, 1 đến 15 và A đến O. Đủ 15 nhân 15 15 nhân 15. Thì trong cái luật ở bài trước chúng ta tìm hiểu là nó 19 nhân 19. Tuy nhiên các bạn thấy là thật ra mình chúng ta muốn bao nhiêu quá các bạn. Càng lớn thì đánh càng đã thôi chứ có gì cả.
Rồi cái vấn đề thứ hai các bạn thấy là nó cũng đánh ở trong cái ruột, nó còn đánh ở trong ruột ổ vuông, nó không đánh trên cái đường kẻ hay như là ngày xưa người mấy người mà cổ người ta chơi các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ đánh ở đây, các bạn thấy đây. Rồi, ở đây các bạn thấy là nước cờ chúng ta màu trắng. Thì trong cái bàn cờ này nó làm theo kiểu trắng đen luôn á các bạn ha, cờ trắng đen nó giống như ngày xưa chúng ta chơi. Rồi chúng ta sẽ bấm dưới đây, bấm lên nước này. Rồi, các bạn thấy. À khi chúng ta đánh các bạn thấy dưới đây đã hiện một chữ watt là chờ, chứng tỏ là cái heuristic tức là cái hàm trí tuệ nhân tạo của máy ở trong cái trò chơi này nó khá là phức tạp, cho nên các bạn thấy là nó hơi lâu các bạn, khi chúng ta đánh thì chúng ta phải chờ máy nó phản hồi nữa. Chọn cái demo trước thì chúng ta đánh rất là nhanh đó các bạn, là chúng ta thể đánh chẳng hạn cờ nó phát sinh ngay lập tức cho chúng ta đó, rất là nhanh luôn. Dĩ nhiên rồi các bạn thấy nếu như các bạn mà vô chơi thử các bạn thấy thấy heuristic của cái trang vgame.vn này bạn rất là kém, cái trí tuệ của máy này rất là kém, chúng ta rất là dễ dàng thắng. Còn cái trang này có nghĩa mình nghĩ là cái nó sẽ khó hơn, đánh ở đây chẳng hạn, nó chặn để chúng ta, nó chặn rồi. Nó tiếp tục chặn. Ở đây các bạn thấy là nó có đường ba, tuy nhiên chúng ta cũng có đường ba ở đây sẵn rồi, chúng ta đang lợi trước một nước, chúng ta có thể đánh ở đây để ngăn cản sự tấn công của nó. Thấy nó phải chặn chúng ta trước, còn ở đây mình tới phiên mình chặn nè, nó mới để sự như này. Mình đặt ở đây hoặc là mình chặn dưới đây, thì nếu mà mình chặn ở đây á thì mình sẽ tạo được cái đường ba, các bạn thấy. Và nếu mình chặn dưới đây á thì mình chỉ có tạo được đường 2 ở đây thôi, ở đây một con nữa thì mình có thể tạo được đường 5. Tuy nhiên cái luật chơi của nó các bạn thấy là mình cũng không biết được, ở đây nó quy tắc là 5 con chạy 2 đầu thắng không, thì mình đánh thử. Các bạn thấy ở đây nó cũng theo cái quy tắc là 5 con không cần biết là có bị chặn hay không thì là cái người đó cũng thắng, nó báo thì Yolo các bạn thấy không. Mình thì mình không thích cái luật này, mình lại thích là 5 con bị chặn 2 đầu thì sẽ không thắng. Dĩ nhiên thì chúng ta sẽ đi khắc phục nó trong cái demo chúng ta các bạn ha. Ở đây nó có một số chức năng nữa, chẳng hạn như chức năng này là chức năng gì đấy mình cũng không biết nữa, đó là chức năng tắt nghe nhạc các bạn. Mình đã mới thử đeo tai phone vào, đó là chức năng tắt nghe nhạc. Hoặc là chức năng replay này là gì đây, có lẽ là nó khi chúng ta bắt đầu chơi nó quay phim lại chúng ta các bạn, và nó sẽ ghi nhớ lại những gì chúng ta đã làm trên đây như quay clip và sau đó mấy show chúng ta coi. Ở đây chắc có lẽ là nó nặng quá rồi, chắc đợi lâu lắm, thôi mình sẽ tắt đi. Ở đó một số cái demo trên mạng, ngoài ra trong máy mình thì cũng có một số cái demo. Ôi, mình sẽ mở cho các bạn xem. Ôi, trước mặt các bạn đó là một cái demo của Caro của một tác giả tên là Nguyễn Văn Việt. Mình cũng không biết anh này ở đâu, dĩ nhiên thấy trên mạng lên hay trên mạng thì chúng ta lấy. Thì đối với mình thấy cái giao diện trò chơi Clair này nó cũng khá hay. Các bạn thấy trước mặt các bạn là cái bàn cờ chúng ta được vẽ rất là đẹp luôn các bạn, cái nền màu xanh lá cây, viền đỏ và các cái đường gạch, đường kẻ ô vuông cũng rất rõ ràng. Ngoài ra bên trái á, thì nó có cái hàng chữ nó chạy liên tục lên, nhìn cũng thú vị các bạn. Rồi, ở trên đây chúng ta là có ba cái menu Tool Strip, thấy đây cái control này trong chương trình Ben chúng ta đã làm rồi. Thì nó có ba tab chính, thứ nhất là File, Attribute và Skill. Thì file, các bạn thấy là nó có new game, save game, load game và exit. Attribute thì nó có là một người chơi, hai người chơi. Stop marker là dừng cái này lên, chúng ta bấm start lại thì nó sẽ chạy lại cái này ha các bạn ha. Skill là các bạn thấy là symbol, hạt tức là máy, các bạn trí tuệ cho máy hoặc là hip. Các bạn hiếp đây thì nó sẽ một cái khung, nó hiển thị chúng ta báo cái gì đó, hướng dẫn sử dụng. Đối với hai người chơi thì dùng chuột, người chơi thứ hai sử dụng bàn phím với các phím sau, up down left right để di chuyển, phím enter để đặt quân, nhấn một phím bất kỳ để tiếp tục. Mình nhấn một phím thấy nó mất đi, hay đúng không các bạn? Anh thấy demo này khá là hay. Rồi trước hết chúng ta sẽ tiến hành cái phần là chơi với máy đi. Mình bấm new game. Rồi, các bạn thấy khi bấm new game thì bạn đã đánh trước. Thật ra đó là ở đây anh Nguyễn Văn Việt sử dụng một cái biến ngẫu nhiên. Nếu như biến ngẫu nhiên thế nào đó thì là sẽ là người đánh, và nếu như biến ngẫu nhiên rơi vào giá trị nào đó thì là sẽ là máy đánh. Thì đó là tùy chúng ta thôi. Trong cái demo của mình thì mình có thể customize lại, tức là mình hiệu chỉnh ý của mình. Hẹn như chắc chắn máy đánh trước hoặc là chắc chắn là người đánh trước cũng được. Rồi trước hết chẳng hạn như máy đánh ở đây thì chúng ta sẽ đánh đại một nước ở đây chẳng hạn. Thay máy đã tiếp tục đánh lại một nước ở đây. Đánh ở đây, chặn lại thì nó sẽ đánh đây. Mình đánh ở đây chẳng hạn. Ở đây bạn thấy chúng ta nó tạo được một đường ba thì chúng ta phải chặn nó thôi. Chúng ta chặn ở đây để vừa tạo được tắt đường chéo của nó đây luôn ha các bạn ha. Rồi mình sẽ chặn tiếp đây, không là nó thắng. Rồi thấy đây nó là đường 4, đường 3 đây. Rồi mình sẽ đánh ở đường 3 đây luôn, cương với nó.
Nhiên sẽ đường 4 đây rồi, mình sẽ chặn. À và nó chặn mình ở đây được sau, các bạn thấy nè. À, mình tiếp tục tạo đường 4 ở đây. À, thì nó phải chặn mình thôi. Thôi, mình sẽ đánh đường 3. Rồi bây giờ thế công liên thuộc về chúng ta. Chúng ta đang có lợi thế. Đánh, à, tiếp tục đánh. Rồi mình đánh ở đây, các bạn thấy ở đây chúng ta đang có được hai đường báo các bạn. Ừ, đánh ở đây chẳng hạn. Rồi, hai đường 3. À ở đây thì nó tạo đường 4 trước ra rồi. Chết rồi, mình đã bị phạm một cái luật. Mình thua rồi. Ở đây à nó tạo ra đường 5 mà thắng. À và sau khi thắng xong các bạn thấy là nó hiện lên một cái bảng thông báo là bạn đã thua computer các bạn. À. Rồi, chẳng hạn chúng ta bấm new game à nó bạn thấy à bây giờ lần này thì nó lại thuộc về chúng ta. Chúc mừng. Quyền đánh trước thuộc về bạn. À, mừng quá tôi đánh trước. Rồi thì các bạn mà có để ý cái demo này cũng rất hay một chỗ là khi chúng ta đưa chuột ở đâu à nó một cái ô sáng đi kèm theo. Thật ra các bạn thích làm cũng được, dĩ nhiên thì cái này chỉ làm cho đẹp thêm thôi để người chơi biết là đang đánh ở đâu. Rồi chẳng hạn như mình đánh ở đây. Rồi cầm đánh kê bên mình đánh tiếp. Rồi, mình đánh tiếp ở đây. Mình đánh tiếp đây, mình đã bốn bốn con phải chặn. Rồi mình đánh ở đây. Rồi, các bạn thấy là cơm này bốn con mày. À bây giờ chúng ta muốn chặn ở đây. À, mình không muốn chặn ở đây không, bởi vì theo luật của mình chơi từ nhỏ đến giờ mình hay mình chặn ở đây vẫn được, tại vì khi mà cơm đến vào đây thì nó đang bị chặn hai đầu rồi. Chúng ta đã đánh trước thì cơm không được chiến thắng. À, tuy nhiên trong demo của anh Nguyễn Văn Việt này thì ảnh cũng không có khắc phục chuyện đó, ảnh cũng theo những cái luật trên mạng, tức là năm cứ năm con là chiến thắng. À đó là demo của người ta. Dĩ nhiên mình không có can thiệp vào, mình chỉ tham khảo thôi nha các bạn ha. Những cái chức năng là cảm thấy ảnh chiêu những chức năng cũng rất là hay, sell last game. Rồi bây giờ sẽ qua một cái demo khác, đó chính là cái demo của mình. Thôi mình sẽ mở lên à, về đây file Excel của chúng ta. Thì trong cái demo của mình làm á, thì đây là cái đồ án môn học lập trình Windows của mình thì phải. À, mình không nhớ rõ hình như là đó đó các bạn. Rồi thì trong cái đồ của mình thì mình đã tham khảo rất nhiều mã nguồn ở trên mạng như mình cho các bạn xem. Thì thật ra là mình dựa vào những cái chức năng người ta đã làm, mình sẽ làm theo và mình cải tiến một chút. Chẳng hạn như chức năng undo và redo này thì hình như là mình không thấy được cái demo là làm cả, nhưng mình thấy nó cần thiết thì mình làm thôi. Thì ở đây mình cũng làm một số menu chẳng hạn như là new, fill, hoặc là player với com, chức năng thoát. Ngoài ra người dùng có thể nhấn vào những cái nút dưới đây. À, các bạn thấy những cái nút dưới đây cũng có tương tự như vậy. Rồi mình cũng có một cái banner mình vẽ ra. À, thì các bạn thấy thì mình theo một cái phong cách đó là phong cách tối. Thì bạn nào thích mà phong cách sáng như cái demo của anh Vũ Việt màu xanh lá cây thì bạn có thể làm được, thì đó là tùy ý các bạn thôi. Các bạn muốn trang trí cái trò chơi các bạn thế nào cũng được. Tuy nhiên bây giờ mình cũng có thể sửa lại nhưng mà dĩ nhiên mình không có thời gian nhiều rồi. À, bên trái của mình cũng có cái hình là hình biểu tượng trò chơi, hình này mình lấy trên mạng thôi chứ mình chẳng phải vẽ vời ra đâu. Và thứ hai là một cái khung là luật chơi. Thì các bạn thích các bạn hãy làm cho nó chạy chạy nhanh việc cũng được. Dĩ nhiên là mình không có thích, tại mình thấy nó nhìn nó hơi gọi là khó chịu con mắt của mình đó các bạn. Nó cứ chạy lên làm cho mình khó chịu. Nhưng mà nếu như các bạn thích, các bạn tìm hiểu để các bạn biết thêm một số cái kỹ thuật lập trình thì các bạn có thể làm thêm. Ở đây thì mình chỉ hướng các bạn đến những cái chức năng chính thôi. Rồi thì trước hết chúng ta sẽ thử vào chơi thử. À, có thể ở đây chúng ta bấm chưa được à, bởi chúng ta chưa có new game. À, mình đã khóa lại rồi. Bây giờ mình sẽ bấm new, mình chọn com hay các bạn ha. Chứ chơi với người chính mình thì giống tự kỷ quá. À, rồi thấy khi mình đánh lên mình bấm vào thì máy này là tự động đánh một nước ở giữa bàn cờ. À, thấy đây nước này giống quy định luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ chặn ở đây chẳng hạn. À, nó sẽ ở bên đây. Còn mình đánh ở đây chẳng hạn. À, nó tự đến tiếp tạo thế đường 3. Đánh ở đây tiếp. À, thấy ở đây dù chúng ta đường 3 tuy nhiên đang lợi thế chúng ta. À, nó có đường 4. À, và theo những cái demo trước các bạn thấy rõ ràng chúng ta đánh ở đây chúng ta sẽ thua. Ở đây chỗ cái nước ở dưới đây nè các bạn. À, có thể các bạn không thấy con chuột của mình ở trong clip. Bởi vì khi chúng ta đánh ở đây á thì cơm nó sẽ nếu như đánh lên nước ở tiếp theo nó sẽ này 5 con và 5 con nó lại bị mình chặn hai đầu rồi. Thì nó sẽ không chiến thắng được. À, mình sẽ đánh thử. À, thấy đây mình đã khắc phục được cái chuyện đó. À, cơm sẽ không đánh ở đây, nó sẽ tự biết bỏ qua nước này và nó sẽ chặn đường 3 của mình. À, mình thấy là mình đã thay đổi. À, mình đánh tiếp ở đây. À, nó chặn nó biết và nó chặn mình. À, đánh tiếp ở đây chẳng hạn. Rồi bây giờ mình đang ở đây thì mình thấy mình tạo đường 2 thì nó sẽ đánh ở đây, nó được tạo được đường 2 cho nó, hai đường 2 và nó chặn được mình nữa. Rồi mình sẽ đánh tiếp ở đây chẳng hạn. À, nó thấy mình tạo đường 3 và nó chặn mình. Nó chặn ở đây thì nó lại lợi hơn, khi nó chặn ở đây thì nó sẽ là một cái đường 3 bên đây của nó nữa. À, trong khi mình thì mình nếu như nó chặn mình ở đây thì nó cũng chả làm được gì. Tụi mình ở đây, à, nó phải buộc chặn mình tại mình đang có bốn con mình lợi thế. À, mình sẽ chặn nó ở đây để tránh trường hợp nó thành đường 4. Thì nó sẽ đánh ở đây để nó tạo muốn mong muốn tạo đường 5. Rồi chúng ta sẽ chặn ở đây.
ta tạo được đường 3 ở đây. Tuy nhiên là này có lợi hơn. À, nó đang có được một cái đường 4 trước cho nên nó khoan nhận chúng ta và nó đánh trước ở đây. Thì cái này các bạn có thể thay đổi đủ tiên cũng được các bạn ha. Đó là tùy theo cái quan niệm lập trình của các bạn thôi. Nó gọi là heuristic đó các bạn. À, bây giờ mình chặn ở đây rồi thì nó sẽ chặn mình ở đây. Ồ, các bạn thấy. À, mình sẽ đánh tiếp ở đâu bây giờ? À, đánh tiếp ở đây chẳng hạn. Chặn đường 3 của nó. Rồi nó sẽ chặn mình ở đây. Tiếp tục. Rồi, yên cờ này có vẻ hơi là căng rồi. Chặn này ở đây đi. À, nó chặn liền chúng ta và nó tạo một cái đường 3 ở đây nữa. Nguy hiểm không các bạn? Mình sẽ chặn trước nó. À, nó muốn tạo đường 3. Rồi mình bấm ở đây. Ê, tạo đường 4 mà. À đây thì ra nó đánh đây nó được có hai cái đường. À, nó tạo hai đường 3. Bây giờ đã đường 4 rồi. Dĩ nhiên là chúng ta không thể nào thắng được nữa rồi. Bây giờ sẽ đánh đại để bây giờ. À, khi chúng ta đánh ở đây các bạn thấy là computer đã chiến thắng bởi vì nó có 5 con. Các bạn thấy đây. À, 5 con của nó thêm một đường thẳng và nó không bị chặn ở hai đầu. Dĩ nhiên nó chiến thắng rồi. Một cái thông báo hiện ra computer chiến thắng. Nhấn ok. Rồi, các bạn thấy đây. À, nó trả lại chúng ta cái bàn cờ chúng ta. À, mình đã xử lý vấn đề depend chứ đúng ra như các bạn còn nhớ nếu YouTube không có hộp thoại ra lock cho hiện ra đây khi mà tắt thì nó sẽ bị mất cái ảnh luôn các bạn. À, mình đã khắc phục rồi hả các bạn ha. Thì dĩ nhiên vào những cái video sau khi chúng ta lập trình thì mình sẽ giải thích rõ hơn cách khắc phục thế nào. Còn bây giờ các bạn thấy đây là cái mẫu của mình, nó cũng khá hoàn hảo rồi. Mình cũng rất là thích về cái gọi là cái lượng trí tuệ của nó. Cài đặt cũng khá đơn giản, dễ hiểu. Yên là nó dài thôi. Dài chúng ta thật ra chúng ta cần copy thôi, những cái đường mà gọi là chúng ta xét á, chúng ta copy lại. Thì mình hy vọng rằng sau khi mà khóa học này xong các bạn có thể tự lập trình được một cái trò chơi Kagero. Và cái trí tuệ các bạn thấy ít nhất là bằng mình, ít nhất là có thể cải thiện được cái trí tuệ của máy bằng mình. Dĩ nhiên mình thì mình biết về cái lý thuyết về trí tuệ của máy của cái trò chơi của mình đó thì nó chưa có cao đâu các bạn. Nó chỉ mới ở mức là normal thôi. AC thì là thật ra cũng hơi không quá. AC thì là nó sẽ giống như cái trang web vui game hồi nãy chúng ta chơi. Còn đối với AI của mình thì dạng normal. Còn nếu như các bạn muốn hạt thì các bạn phải cài đặt thêm, khá là phức tạp. Thì dĩ nhiên các bạn nào mà có ý tưởng muốn là phát triển trò chơi này lên, dĩ nhiên các bạn kế thừa từ cái trò chơi của mình rồi thì các bạn có thể làm thêm ha các bạn ha. Rồi, đây là cái phần về giới thiệu một số demo trên mạng. Cho chúng ta quay lại với chương trình cái PowerPoint của chúng ta. Đó chính là cái phần 2, đó chính là sử dụng một số chức năng cần thiết. Thì ở cái một cái chức năng cần thiết ở trong trò chơi chúng ta, anh thấy là trước hết chúng ta phải chơi được game. Thứ hai chúng ta phải thoát được game, hai chức năng cơ bản nhất. Ở thứ ba chúng ta là chơi với người và thứ tư là chơi với máy. Chứ không chúng ta mở trò chơi cờ caro chúng ta lên thì chúng ta không trả chơi được. Thì sau khi chơi được rồi, chúng ta phải xử lý được thắng thua. Nếu như không có xử lý thắng thua chúng ta chơi hoài đúng không các bạn? Thì dù xử lý thắng thua nào nữa, chẳng hạn như chơi với người thì xử lý thắng thua được, mà đối với chỉ với máy á, thì chúng ta cần phải có trí tuệ cho máy của các bạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu cả trí tuệ máy một cái chức năng. Rồi khi trí tuệ cho máy thành công thì chúng ta sẽ phải chia cái mức độ khó ra, máy dễ, máy khó hoặc là máy cực khó thế nào các bạn ha. Và những cái chức năng còn lại, chức năng gọi là thêm thôi, không quan trọng lắm. Thứ nhất là undo redo, chơi lại, thể người dùng đánh lại được, đánh lại cái nước mà chúng ta vừa bỏ. Redo mình sử dụng bình đu redo chứ mình không biết là dịch ra thế nào. Và thứ cuối đó là cái save game, chúng ta đang đánh dễ dàng chúng ta lưu cái bàn cờ chúng ta lại thế nào. Và cuối cùng đó là load game. Khi mà chúng ta load thì chúng ta sẽ đọc lại cái file chúng ta vừa save, nó sẽ load lên bàn cờ chúng ta. Thì đó là những chức năng cần thiết mà mình sẽ demo cho các bạn. Dĩ nhiên mình sẽ tập trung vào những cái chức năng cần thiết, chẳng hạn như chơi game, chơi với người, chơi với máy, xử lý thắng thua, trí tuệ cho máy. Còn chia mức độ khó thì các bạn có thể phát triển thêm undo redo, mình có thể làm cho các bạn. Và save load thì các bạn có thể phát triển thêm khi mà các bạn hiểu được về cái cách tổ chức game Kagero chúng ta rồi. Đó là cái phần về sử dụng một số trang cần thiết. Rồi chúng ta tiếp tục đi đến phần tiếp theo, đó chính là phân tích thiết kế lớp. Thì như mình đã nói thì nghe phân tích thiết kế lớp cho nó sang chảnh như thế thôi. Thực rất thì cái việc quan niệm thiết kế lớp nó còn tùy thuộc vào cái khả năng của mỗi người. Dĩ nhiên là chẳng hạn như các bạn mới học về lập trình hướng đối tượng như mình lúc này đây, thì các bạn thấy là chúng ta chỉ phân được 3 lớp như vậy. Có thể nó không hợp lý, có thể không chính đúng, nhưng mà mình làm như vậy để cho các bạn có thể có một cái gọi là cách tư duy. Khi các bạn đang làm một cái dự án chẳng hạn, một cái project gì đó, thì các bạn có thể làm theo. Chẳng hạn đầu tiên chúng ta cần phải xây dựng được chức năng. Sau đó chúng ta sẽ thiết kế những cái lớp đối tượng và những thuộc tính phương thức phù hợp với những cái chức năng mà chúng ta đã xây dựng, đúng không các bạn? Thì ở đây các bạn thấy chúng ta có 3 lớp đối tượng.
Thì thật ra thì mình làm theo cái demo của mình đó, chứ các bạn đã xem rồi đó các bạn. Mình làm theo thôi. Thật ra thì bây giờ mình không có thời gian mình ngồi mình phân tích lại cho các bạn đâu. Mình thấy như vậy thì nó cũng đang khá hợp lý, vì thế mình cũng đưa vào khóa học này cho các bạn luôn. Thì đầu tiên các bạn thấy là cái đơn vị nhỏ nhất ở trong cái trò chơi chúng ta chính là cái tượng ô cờ. Thì ô cờ này nó có hai cái biến là chiều dài chiều rộng. Mình để constant luôn, các bạn thấy đây. Thì ở trong C# constant đồng nghĩa với việc là static luôn, tĩnh luôn, tức là tất cả những ô cờ đều có chiều dài và rộng bằng nhau và chúng ta không thể nào thay đổi được giá trị khi chúng ta mới khai tạo các bạn. Và thứ hai, đó là cái biến là biến sở hữu, tức ô cờ đây là sở hữu của ai. Nó bằng không, chẳng hạn như in đúng không? Bằng không thì nó không sở hữu của ai cả. Bằng một là sở hữu người chơi thứ nhất và bằng hai là sở hữu người chơi thứ hai. Các bạn thấy là những cái biến này mình không để dấu cộng dấu trừ, mình để hoặc là dấu thăng chẳng hạn, tức là không mình không nói là ra việc public hay private gì cả. Thì cái đó thì vào cái project thật sự chúng ta làm thì chúng ta mới mình mới làm cho các bạn xem, các bạn thấy như cái này mình không thêm vào nhìn cho nó bất rối luôn. Rồi ô cờ này chúng ta đối tượng ô cờ nó có một phương thức là vẽ ô cờ, thì các bạn thấy là tùy vào cái biến sở hữu là bao nhiêu thì nó sẽ vẽ được cái ô cờ tương tự. Rồi tiếp theo, lớp đối tượng hai là bàn cờ. Các bạn thấy là chúng ta dùng cái lớp đối tượng này để quản lý bàn cờ chúng ta, thì nó sẽ hai thuộc tính là in số dòng và số cột. Bàn cờ này có bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột, bao nhiêu ô đó các bạn. Mỗi ô là một ô cờ. Các bạn hình dung được cái cách quản lý của mình đúng không ạ? Thứ hai, cái về phương thức thì nó có một phương thức là phương thức vẽ bàn cờ. Các thấy phương thức này nó cần một cái mảng ô cờ vào để nó vẽ được. Thì cái phương thức này thực chất mình cũng sử dụng nó trong cái việc là chúng ta xử lý vấn đề repaint đó các bạn. Thì chúng ta dùng bitmap cũng được. Thì khi mà vào phần demo thật sự mình sẽ giải thích cho các bạn kỹ hơn. Nó có phương thức vẽ bàn cờ này thì trước hết vẽ bàn cờ dĩ nhiên là dùng để vẽ được ra cái những cái sọc đó các bạn. Chúng ta thấy và có thể chúng ta vẽ những cái quân cờ các bạn ha. Cũng mất một hẳn một thức vẽ quân cờ luôn để sử dụng xử lý khi mà người dùng bấm vào màn hình đó các bạn, bấm vào cái sân chơi chúng ta, chúng ta sẽ lấy được những cái giá trị thông tin cần thiết và chúng ta sẽ gọi thức vẽ quân cờ. Thì ở bàn cờ thức vẽ quân cờ thì nó sẽ gọi tới cái ô cờ chúng ta, là chúng ta nó gọi nó vẽ ô cờ lại, và tùy sở hữu bao nhiêu thì nó sẽ vẽ cái hình tương ứng. Thì đó là lớp bàn cờ chúng ta dùng để quản lý những cái chức năng vẽ lên bàn cờ các bạn ha. Và cuối cùng cái class lớn nhất, class quan trọng nhất đó chính là cái class Caro-Chess. Class Caro-Chess này dịch ra là cờ Caro các bạn. Nó quản lý tất cả những cái trò chơi của chúng ta. Các bạn thấy đây nó một cái đối thuộc tính đó là mặt mạng ô cờ, thấy mảng hai chiều để lưu cái bàn cờ chúng ta các bạn. Nó có cái đối tượng bàn cờ để quản lý xóa sửa vẽ những cái bàn cờ chúng ta các bạn. Và lượt đi. Rồi, đang là lượt chơi người thứ nhất hay lượt chơi người thứ hai. Biến bull lên sẵn sàng để biết xem là người chơi có chọn new chưa. Nếu như chọn new chúng ta block lại, khóa lại không cho người dùng bấm vào cái bàn cờ chúng ta như mình đã demo cho các bạn ở nãy các bạn còn nhớ. Và hai cái biến cuối cùng, hai thuộc tính cuối cùng là hai cái stack. Các bạn thấy đây, stack ô cờ, các nước đi và cái nước đi lại. Thì hai cái stack này mình dùng để giải quyết vấn đề undo và redo các bạn. Chúng ta cứ pop cái stack này ra, lấy cái node cuối cùng ra để chúng ta làm thôi. Thì hai chức năng này thì chúng ta sẽ đề cập sau. Về phương thức của lớp Caro-Chess thì các bạn có thể thấy nó có một cái phương thức là khởi tạo mảng ô cờ. Thứ hai, nó có phương thức vẽ bàn cờ. Phương thức vẽ bàn cờ này là gọi đến vẽ bàn cờ của bàn cờ của chúng ta thôi. Chúng ta dùng theo cơ chế quản lý mà các bạn. Và tiếp theo đó là xác định ô cờ, tức là khi người dùng nhấp vào đâu đó thì chúng ta sẽ xác định ô cờ và chúng ta sẽ gọi đến phương thức vẽ quân cờ của bàn cờ. Bàn cờ này chấm vẽ quân cờ ha các bạn ha. Rồi tiếp tục là chơi với người hoặc là chơi với máy. Khi chúng ta khởi tạo những cái một game như vậy thì chúng ta sẽ làm những gì ở trong hai những phương thức này, và phương thức cuối cùng rất quan trọng đó là duyệt chiến thắng. Dĩ nhiên thì nhờ phương thức này chúng ta mới dừng được cái trò chơi chúng ta các bạn. Phần tiếp theo ở phần cùng là phần AI trí tuệ nhân tạo, thì đây mình để chú thích là bởi vì phần này còn rất là dài. Dĩ nhiên ở đây mình chỉ nêu là một số cái phương thức và thuộc tính cơ bản gọi là đại diện để các bạn hình dung được cái cách mà chúng ta quản lý cái game chúng ta, những thao tác, những cái đối tượng như thế nào, chứ không phải chúng ta viết hết ở trên platform như một số cái demo mình đọc mình cũng chóng mặt luôn. Rồi thì đó là cái phần về phân tích thiết kế của chúng ta, cũng là chấm dứt cái bài học của chúng ta. Thì ở bài học tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu đi đến phần thực hành. Bài học này chúng ta chấm dứt cái phần lý thuyết luôn rồi. Phần thực hành chúng ta sẽ dựa những lý thuyết mà chúng ta đã coi, chúng ta đã xem, chúng ta đã làm, và chúng ta sẽ phát triển cái lý thuyết đó lên thành thực tiễn các bạn ha. Rồi, xin tương ái, chào tạm biệt các bạn.